Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Những bộ phim hay của blog Việt Food. Video này thì chúng ta cùng đến với Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với những bộ manga mang tiếng nói của thế giới, những bộ phim hoạt hình nổi tiếng ra khỏi khu vực châu Á. Bên cạnh đó không thể bỏ qua là phim hình sự của Nhật hay là phim trinh thám Nhật Bản. Với những màn phá án cuốn hút, suy luận tài tình, cùng với những màn đối đầu giữa cái thiện và cái ác đến nghẹt thở, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những thước phim tuyệt vời nhất. Bây giờ thì điểm danh 10 bộ phim hình sự Nhật Bản khiến bạn sởn da gà khi xem nha. 1. Bộ phim thần thám thị giác Higurashi Tabito. Thần thám thị giác Higurashi Tabito là bộ phim trinh thám Nhật Bản ra mắt vào năm 2017, với đánh giá 10 điểm về cả hình thức lẫn nội dung. Phim nói về Higurashi Tabito, người mà cả 4 trên 5 giác quan đều bị mất hết, hành nghề thám tử chỉ bằng thị giác còn lại của mình. Anh sống cùng đàn em là Masahiko Yukiji và cô con gái nuôi Tai Momoshiro. Một lần tình cờ gặp được Yoko Yamakawa, giáo viên trường mầm non bé Tây học, và giúp cô tìm lại chiếc móc khóa của mối tình đầu đã bị trộm mất. Từ đó cô phát hiện khả năng đặc biệt của anh và tình cảm của hai người cũng được nuôi lớn dần. 2. Bộ phim Nhật Bản Bí ẩn vụ cướp 300 triệu yên. Bí ẩn vụ cướp 300 triệu yên là phim điện ảnh Nhật thể loại trinh thám hình sự ra mắt năm 2016, lấy cảm hứng từ vụ cướp khét tiếng của 300 triệu yên. Năm 2009, một học sinh tên là Yamato Narumi cùng với bạn mình đã tìm thấy một người đàn ông tên là Akira Soji bị đâm và nằm trên đường. Người đó nói với Yamato là cha cậu là thủ phạm trong vụ cướp 300 triệu yên. Chuyện thật kỳ lạ thay là ngay sau đó cha cậu biến mất. Và đau lòng thay 3 ngày sau thì mọi người tìm thấy thi thể của ông chết đuối ở Tokyo. 3. Bộ phim Nhật Bản Đôi mắt chẩn bệnh. Đôi mắt chẩn bệnh là phim được bầu chọn 10 điểm về thể loại hình sự kinh dị của Nhật Bản. Phim nói về bác sĩ Tameyori Esuke, một dị nhân có khả năng khác thường. Chỉ bằng việc nhìn bệnh nhân thì anh đã có thể nói rõ ràng, chính xác bệnh tình của họ. Sau cái chết của người vợ, thì anh nhận ra được sự lãng phí và vô nhân đạo trong việc buôn bán những loại thuốc trị bệnh nan y dù chúng chẳng thể giúp ích gì. Anh quyết định bỏ việc tại bệnh viện lớn và lui về mở phòng khám trong khu dân cư âm cúng. Nhưng năng lực của anh không chỉ giúp anh chẩn được bệnh mà còn cho anh nhận biết được những tên tội phạm đã, đang và sắp phạm tội thông qua dấu hiệu tội phạm của họ mà chỉ anh mới nhìn ra. Dù không chú ý nhưng vốn là người tốt bụng nên trước yêu cầu trợ giúp của thanh tra Hazase Junichiro, anh đã hợp lực cùng thanh tra để giải quyết các vụ án. 4. Bộ phim Nhật Bản Lừa đảo. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Rosin Koin của tác giả Suzuki Daisuke và Kobayashi Yuki đạo diễn. Scam là câu chuyện về Kusano Shijishu mất việc vì công ty phá sản, anh kiệt quệ về tài chính do cha cần tiền chữa bệnh và món nợ sinh viên cần trả. Trong cơn tuyệt vọng thì Kusano đành trở thành một tên lừa đảo qua điện thoại, chuyện ăn cắp tiền của những người già cả tin. Trước áp lực phải mở rộng hoạt động, Kanbe yêu cầu Makoto lãnh đạo nhóm. Mặc dù chỉ tiêu hàng tháng cao không tưởng, nhưng là Makoto vẫn thích vị trí mới này. Sau cuộc chạm trán nguy hiểm với Yamada, thì Makoto nhận ra anh đã lún quá sâu và không thể từ bỏ. Nghi ngờ này càng chồng chất, người mẹ chất vấn anh. Mệt mỏi vì người già trong công việc, nhân viên chăm sóc tại gia, Sachiko quyết định tiếp tay cho hành vi sai trái của Makoto và cung cấp dữ liệu khách hàng cho anh ta. Lo sợ đồng đội có liên quan đến các vụ trộm nhằm đến khách hàng trong danh sách của Sachiko, Makoto đã quyết định dừng tay sau khi đạt đủ chỉ tiêu. Sau khi phát hiện ra Semiya có liên quan đến các vụ trộm, thì Dokugawa đã buộc tội Makoto cũng là đồng phạm. 5. Bộ phim Nhật Bản Ngày Chết. Ngày Chết là bộ phim tâm lý hình sự thu hút giới trẻ của Nhật và trên khắp châu Á từ ngày đầu ra mắt phim. Bộ phim là câu chuyện kể về nhóm bạn là sinh viên của Yotashino tổ chức một chuyến dã ngoại nghỉ hè trên núi phía Tây Nhật Bản để nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập mệt mỏi. Tưởng chừng như sẽ là kỳ nghỉ thoải mái, nhưng nó nhanh chóng trở thành ác mộng sau khi cái chết của một sinh viên trong trường được phát hiện. Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy mọi hoài nghi đều nhằm vào nhóm của Shino để giải tỏa oan ức. Yotashino và các bạn của mình bắt đầu điều tra về nguyên nhân cũng như kẻ đã giết hại tân sinh viên kia. Đây là bộ phim trinh thám hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Hy vọng các bạn sẽ thích và đón nhận bộ phim này. 6. Bộ phim Nhật Bản Quyển sổ thiên mệnh. Quyển sổ thiên mệnh là thể loại phim hình sự viễn tưởng. Câu chuyện kể về một cậu sinh viên đại học, Yagami Raito. Một ngày cậu nhận được quyển sổ thiên mệnh. Quyển sổ tử thần đã thức tỉnh nhân hình công lý cùng sự thiên tài của cậu ta. Eo Kento Yamayaki là một thám tử tư nổi danh.
Eo xuất hiện trước Yagami tia chớp. Eo khẳng định Kira là một kẻ xấu xa và quyết định bắt Kira. Lúc đó, En do Mio Yuki thủ vai, mang một vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng lại là một sự xuất hiện, sự hiện hữu cực kỳ nguy hiểm. Hãy cùng đón xem bộ phim này nhé! 7. Bộ phim Nhật Bản, Hồ sơ vụ án năm nhất. Hồ sơ vụ án năm nhất là bộ phim kể về câu chuyện của Hajime và nhóm bạn của anh tại trường nghệ thuật. Miyuki là một cô gái xinh đẹp và cũng là một trong những thành viên của nhóm Hajime. Cô được đạo diễn đoàn phim mời làm nữ chính cho bộ phim Lời Nguyền Bọ Cạp. Nhưng bộ phim này luôn có một tin đồn rằng những ai tham gia vào bộ phim này đều có một kết cục bi thảm. Vì vậy mà Hajime và nhóm của mình quyết định bắt tay vào điều tra. Tại đây anh cũng biết được những sự thật thú vị từ đạo diễn đến đoàn làm phim đó. Sự chết chóc diễn ra khiến tất cả cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Sự thật đằng sau đó là gì? Kurasama đang giấu giếm điều gì? Hajime làm gì để phá thành công vụ án? Mời các bạn cùng theo dõi bộ phim. 8. Bộ phim Nhật Bản, Căn phòng khóa kín. Phim là câu chuyện về Enomoto Kei, là nhân viên của một công ty an ninh lớn, nhưng đồng thời lại là một kẻ lập dị, có lòng đam mê về phòng chống tội phạm, nỗi ám ảnh lớn với ổ khóa và chìa khóa. Hàng ngày thì Kei ở trong xưởng làm việc của công ty để nghiên cứu về cách bảo vệ an ninh. Với kiến thức chuyên sâu về mở khóa thì anh đã thẳng thừng tuyên bố không có ổ khóa nào là anh không thể mở được. Một lần Kei được luật sư Junko nhờ phá giúp vụ án căn phòng kính của ngôi biệt thự có kết luận án tự sát. Bằng khả năng tài tình, trí thông minh thì anh đã giải mã được căn phòng hóc búa đó. 9. Bộ phim Nhật Bản, Tiếng thét trong khu rừng thiếu vắng tình yêu, vết cắt sâu. Tiếng thét trong khu rừng thiếu vắng tình yêu, vết cắt sâu kể về kẻ lừa đảo, cuốn hút và đoàn làm phim tham vọng cùng mổ xẻ cuộc đời của hai người phụ nữ mang vết thương lòng. Nội dung bộ phim xoay quanh Mitsuko và Taeko thương tiếc theo cách khác nhau sau cái chết của cô bạn cùng lớp mà họ quý mến. Sau đó, đoàn làm phim tương lai và bạn của họ xin tiếp cận cả hai. Taeko kể cho các chàng trai về thời nổi loạn của cô và sự nguy hiểm của Murata, truyền cảm hứng cho ý tưởng phim mới. Trong khi đó, Mitsuko mê đắm sự cuốn hút của hắn. Năm 1985, các cô gái trở nên quẫn trí sau cái chết của Eiko và quyết định cùng nhau tự tử. Năm 1995, Murata tiếp tục lừa đảo và việc sản xuất phim bắt đầu. Các vụ giết người tiếp diễn trong khi đoàn làm phim cố gắng cảnh báo Mitsuko, nhưng cô từ chối nghe sự thật. Murata bộc lộ mặt tối khi hắn tham gia vào bộ phim. Câu chuyện trong rừng có bước ngoặt đen tối hơn. Murata dụ dỗ Shin và các chàng trai khi hắn đưa bạo lực vào phim, gây chia rẽ và nhiều điều tồi tệ hơn thế. Taeko trốn thoát khỏi căn nhà bên hồ, quyết tâm hoàn thành bộ phim của hắn. Murata đến ở nhà Ozawa với sự trợ giúp của Mitsuko, Shin và một đoàn làm phim mới. Mitsuko nhập viện trong khi Ami suy sụp. Trong hào hứng thì Murata và Shin nhắm đến việc hoàn thành bộ phim của cả hai và hướng đến địa điểm quay cuối cùng. 10. Bộ phim Nhật Bản, Khách sạn Ngụy Trang. Khách sạn Ngụy Trang kể về 3 vụ giết người liên hoàn diễn ra ở Tokyo, mà ở hiện trường vụ án, bên cạnh những xác chết luôn được để tại những con số như nhằm ám chỉ đến nơi vụ án tiếp theo xảy ra. Trước sự lộng hành của thủ phạm thì một cuộc điều tra quy mô lớn được mở ra và thám tử Kosuke Nitta được chỉ định là người điều tra chính của vụ án này. Qua quá trình theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ thì anh tin rằng vụ án tiếp theo sẽ diễn ra tại khách sạn Korutesia, Tokyo. Nhằm kịp thời bắt kẻ giết người thì Kosuke Nitta đã đến khách sạn Korutesia xin vào làm việc tại quầy lễ tân, âm thầm quan sát diễn biến vụ án. Tuy nhiên, hoạt động điều tra của anh gặp phải sự cản trở của Naomi Yamagishi, người trực tiếp đào tạo anh trong công việc mới. Và trong khi Kosuke Nitta tập trung vào bắt tên sát nhân, thì Naomi Yamagishi lại đặt ưu tiên an nguy của khách hàng lên hàng đầu. Nhưng khi hai người hóa giải được khúc mắc thì họ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, đồng thời cùng nhau tìm ra kẻ giết người. 11. Bộ phim Nhật Bản, Đội điều tra trọng án. Phim Đội điều tra trọng án kể về ban điều tra 3 của Sở Cảnh sát Tokyo chuyên xử lý những tên trộm vốn chiếm đến 70% trong tổng số tội phạm. Vào ngày làm việc đầu tiên của Takeda Akiho ở ban điều tra 3 thì có một vụ cướp xảy ra ở một tiệm nữ trang ở Shibuya. Akiho ban đầu muốn được vào ban điều tra 1, tỏ ra nôn nóng nhưng được sếp Indo cảnh báo rằng những vụ cướp là thuộc trách nhiệm của ban điều tra 1. Thế nhưng khi cô bí mật rời sở để tới hiện trường thì cô bắt gặp một người đàn ông với ánh mắt sắc nhọn đang đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ. Người đó chính là cấp trên của Akiho, Agigo Suichi. Hagio là cảnh sát kỳ cựu của ban điều tra 3. Akiho trở thành cộng sự của anh và được chuyên gia điều tra các vụ trộm này chỉ dạy.
Vậy là blog Việt Food vừa giới thiệu đến các bạn 10 bộ phim hình sự Nhật hay nhất mà bạn không nên bỏ qua. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.